Ơi trời ơi, nhìn xinh gái không? Em làm cái gì vậy? Anh nhớ bỏ không nằm ra ngoài này á, nặng cái ghế này. Cái giường nhà anh hôm qua bị mối nó đục gãy rồi nên anh mới phải ra nằm ở cái giường này đấy. Em thấy người ta làm ở trên mạng ấy, một cái giường bằng bìa cắt tông đẹp lắm. Liệu có nằm được không? Chắc chắn là nằm được rồi, giường lại còn rất chắc chắn cơ. Hay anh em mình làm thử đi. Đúng lúc anh đang không có giường, thế thì anh em mình đi làm luôn đi hả Tam? Làm cái giường ấy chắc chắn là tốn rất nhiều bìa, mình phải phá cái nhà này ra anh ạ. Ừ đúng rồi, cái nhà này lâu rồi, thúc không làm gì, tháo ra đi hả Tam ơi. Ơi trời ơi, nhìn xinh gái không? Này thì xinh gái này, làm cũng không chịu làm. Chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Anh có một cái hộp, bây giờ anh em mình chơi trò chơi. Anh thả xuống, em dùng tay em úp. Nếu mà em úp được thì anh sẽ cho em một cái kẹo. Đơn giản anh ạ. 2, 3, ôi trời ơi. Đẳng cấp ơi, đẳng cấp. Đơn giản, đơn giản. Lần thứ 3 này, lần thứ 3 này. Làm gì nữa? Cái chó này đòi học với anh đây. Ui. Tại sao mình phải mất công làm tỉ mỉ một cái giường trong khi mình có một cái hộp xốp siêu to khổng lồ như thế này? Thế em ngủ đứng à? Cái giường là phải nằm được chứ. Đây, em sẽ nằm đây. Ui trời ơi. Đúng rồi, giường là phải có cái chân. Em đã chuẩn bị 4 cái chân đây rồi. Pita vừa lắp xong cái chân giường các bạn ạ. Vậy là xong 4 cái chân giường rồi. Anh em mình gọi Hà Sam lên, ngồi thử chân nào. Ui dồi ôi, ôi dồi ôi, nhìn cái giường này có vẻ em đấy các bạn ơi. Em đây, Hà Sam lên đây. Lên đi. Cái chân này yếu lắm, không làm giường được đâu. Thế thì em làm cái ghế. Chiếc ghế dành cho hoàng tử đã xong. Anh là hoàng tử để anh ngồi thử chân nào. Ôi dồi ôi, nhéo đây. Đẹp trai không? Lần sau đừng phát minh mấy cái vớ vẩn nữa nhá Pita nhá. Đầu ơi là đầu ơi. Ôi trời. Hả? Được rồi, được rồi, được rồi. Để đảm bảo là vẫn có giường dành cho ba người vụng về các bạn ạ. Chính vì vậy chúng mình quyết định là làm giường không chân. Làm cái giường không có chân luôn các bạn ơi. Đây này các bạn ơi, đây là cái thành giường này mà bây giờ chúng mình đang gắn cái thành giường cho nó đứng lên các bạn ạ. Rồi ok, được chưa, được chưa? Được chưa, được rồi, được rồi, được rồi. Chào Pita ơi. Pita, em vẽ cái gì đấy? Em đang vẽ gối đầu anh ạ. Lần đầu tiên anh thấy người vẽ gối đầu đấy. Bình thường người ta chỉ may hoặc khâu gối đầu thôi. Có ai vẽ gối đầu bây giờ? Gối đầu của người ta phải thiết thực như thế này nhá. Mình sẽ chuẩn bị cái bìa cắt tông này để làm gối đầu. Ui, hai trăm thử lần. Anh không nói.
vào đấy như Hà Giang, lại nhét bông vào đâu mà em đút đầu vào. Mở ra nào, ôi trời, cứu em ơi, trời ơi. Cái gối đầu này anh khoét ra để nhét bông ở đây, sau đó anh lại khâu lại thì mới thành gối đầu chứ. Chưa gì em đã nằm vào rồi Hà Giang thì nó sẽ bị đau đầu. Anh vừa mới mua bộ chăn gà của đệm này từ Mỹ đây Hà Giang ạ. Ui dồi ôi, từ tận Mỹ cơ hả anh ơi? Ui dồi ôi, oách thế, oách xà lách thế. Ui dồi, nước ngoài à? Ừ, từ Mỹ Đình ấy Hà Giang ạ. Mất tiền chip 30k mới về được đây đấy. Chân gà khối nè, màu hồng em bé nó nè. Nó mà. Một cái gối đầu này, hai cái gối đầu này. Đây là một cái ga trải giường này, gối ôm và một cái chân siêu to khổng lồ luôn. Anh gấu đỏ. Đang trang trí đây các bạn này. Wow, Hà Giang dán đèn led vào đây Hà Giang ơi. Đúng rồi anh ạ, em ấy phải đầu tư 200.000 đó. 200.000 cái dây này để dán vào cái giường bìa cắt tông này các bạn ạ. Anh ơi, giường ấy là quan niệm của em là nó lại rất là đặc biệt. Bởi vì là ấy, chiếc giường này vừa phải ngủ nó phải êm ái. Mà ấy, cái thẩm mỹ của mình là mình nhìn nó cũng phải đẹp đó anh ạ. Còn bên này giường, gấu đỏ sẽ trang trí khủng long các bạn nhá. Đây này các bạn ơi, đèn khủng long luôn, trang trí vào đây. Ui ôi, lúc nãy Bita vẽ gối đầu ở đây nhưng mà không cắt thành gối đầu, còn vẽ cái gì nữa đây. Rồi đây mình sẽ để một chú khủng long vào đây, tối ngủ nhìn cho đẹp này. Tiếp theo ở bên này mình sẽ trang trí cả cầu vồng nữa các bạn ạ. Cầu vồng vào cuối giường các bạn nhá. Wow, rất là đẹp luôn. Yeah. Các bạn thấy chưa, cái giường bằng bìa cắt tông của chúng mình đã làm xong rồi các bạn ơi. Nào, đâu phải là bìa cắt tông của anh. Giường này màu tím ngắt một màu, là của con gái, là của em. Có cả màu cầu vồng màu xanh của anh với Bita này. Ui, đẹp đi. Mất thời gian làm cái giường này thì rất là đẹp các bạn ạ. Wow, đây này. Vâng, thuật này các bạn ơi. Wow, sướng quá. Ở trong cái căn phòng như này, ui, mình chỉ muốn ngủ suốt ngày thôi. Có chăn đình... ấm đậm êm này đúng không? Đúng rồi. Ở bên trên này còn có cả TV để xem này. TV. Mà các bạn ơi, căn phòng này cực kỳ đặc biệt nha. Nó còn có chỗ nấu ăn nữa cơ. Tí nữa mình sẽ khoe các bạn. Đây, cái máy tính laptop này thì để cho mình giải trí lúc mà mình mới ngủ dậy các bạn ạ, sảng khoái. Nhìn từ ngoài vào trong cái giường rất là to luôn, mà cũng rất như kiểu là một không gian riêng biệt đấy các bạn ạ, không bị làm phiền bởi người ngoài. Có cái giường xinh đẹp như này rồi, em phải đắp mặt nạ để thư giãn sảng khoái tận hưởng cuộc sống. Đắp mặt nạ, anh đắp cho. Con gái nhiều đồ kinh dị thật đấy các bạn ạ. Cái này nhìn ghê ơi là ghê, nhầy nhầy á. Ui, đắp cái này vào mặt thì không biết thế nào nhỉ. Ui trời ơi. Trời ơi, để kéo đúng mắt. Rồi, 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 mồm. Mồm đâu, mồm đâu. Mồm đây. Rồi, rồi, em tận hưởng trong vòng 15 phút đi. Được 20 phút rồi đấy Hà Tam ơi. Để anh bóc, để anh bóc đâu. Mà em chẳng hơn tí nào không anh? Chẳng hơn, em tận hưởng mày xem. Anh đói rồi Hà Sam ơi. Thế thì ăn thôi. Ta-da! Ở đây em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Nào thì là gói bim bim nè. Đây là ấy, bánh tự làm. Món sushi đấy anh ơi. Đấy. Rồi ở đây còn có cả thạch bình sữa đây nè. Đấy. Còn đây là sữa chua. Cái xúc xích bé tí thì đi chắc chỉ bằng ngón tay út của mình nữa các bạn ơi. Thế thì mới gọi là tí hon anh. Rồi đây đây. Ui trời ơi, bóc bẻ luôn các bạn ạ. Rồi. Wow. Nhìn đã hấp dẫn rồi. Đây có phải xúc xích đâu. Đây không phải là xúc xích là gì anh. Đây là kẹo dẻo nhưng mà ghê ghê lắm mà sao mà không ăn được đâu, em có ăn không? Nhìn ngang, nhìn dọc, rõ ràng đây là một cây xúc xích mà.
Cái giường này hoàn thành bởi vì công sức của ba người. Chính vì vậy mà ba người là phải ngồi chung đó các bạn ơi. Đấy, và ấy, bây giờ chúng mình rảnh quá mà chúng mình sẽ chơi trò chơi đổi hình đoán chữ. Anh với Vita sẽ thi đấu với nhau. Đúng rồi, ok, em sẽ là trọng tài. Hình 1, đoán đi. Củ hành, 2 củ hành. Củ hành, lại còn 2 củ hành nữa. Hành tây. Hành tây gì? Khoai. Hành khoai không, không. Khoai tím. Khoai tím, đúng luôn. Không, khoai tím không đúng. Hành tím. Hành tím. Tiếp này, tiếp. Cái này dê, cái này bắt cá hành tây. Bán dừa. Bán dừa, không. Cái này là bán dừa. Đảo. Bán đảo, đúng luôn, yeah. 2-1. Tiếp, công gì đây? Công bố. Rồi tiếp là 2 đèo rồi đấy. Con heo tiền. Heo tiền không? Lợn tiền không? Lợn thịt. Lợn hồng. Lợn sữa. Heo đất. Không, đúng. Thiếu một con heo đất. Tiếp. Ôi, chị cảnh quá dễ luôn. Tiếp nào. Kiến chúa không. Kiến mẹ không. Đàn kiến. Kiến đột biến. Cao kiến đúng luôn. Tiếp. Ừ. Con này cũng cao luôn này. Hươu cao cổ không. Cổ hươu không. Cổ loa. Tiếp. Cái này quá dễ luôn. Cầu mưa đúng luôn. Bóng lửa không. Đá lửa đúng luôn. Tiếp. Môi đỏ. Răng trắng. Cung môi. Cung môi. Tên cung mồm. Cung họng. Răng cung. Răng cung. Môi cung là hay là cộng cung. Miệng cung. Miệng cung không. Cung lưỡi. Cung thủ. Thủ. Ôi trời ơi. Câu này gọi đi. Trời ơi, cái câu này không biết. Câu này là khẩu cung. Hai người đều không đoán được. Đúng. Rồi tiếp. Củ lạc. Củ lạc đúng rồi, nhưng mà đếm xem mấy củ lạc. 1, 2, 3, 4, 5. 6 củ lạc. 6 củ lạc, rồi tiếp. 6 củ lạc. 6 củ lạc, không đúng. 7 củ lạc. 7 đâu mà 7. Củ lạc xanh. Củ lạc xanh đâu, nó trắng xóa, bỏ xanh. Thế là hột lạc. Hột lạc không? Củ kiệu nữa, rồi ơi, kiệu ở đâu ra? Đây là lục lạc. Lục lạc. Rồi tiếp. Trái tim không? Nhà yêu trường. Nhà yêu trường, không đúng. Nhà trường, không đúng, trái tim nữa cơ mà. Nhà yêu trường không đúng à? Trường mến. Trường mến yêu. Mái trường mến yêu. Mái trường mến yêu tôi được tiếp nhận. Ở trong cái giường này, thích ơi là thích các bạn ạ. Êm ơi là êm luôn. Nhưng mà ngồi mãi cũng chán. Bây giờ để xem có trò gì chơi, mình sẽ chơi tiếp các bạn nhá. Em có cái hộp xốp đồ chơi này anh ơi. Ở trên tất cả các mặt hộp xốp này là có phần thưởng và thử thách. Anh có chơi với em không? Chơi luôn, sợ gì mà không chơi. Cái gì đây hả à, Tâm ơi? Mặc đồ khác giới nhé. Phải là anh mặc đồ con gái. Không. Sau đây là màn xuất hiện của Mỹ Ren Gấu Đá. Đồ khác giới của anh đâu? Đồ khác giới anh đâu? Thế này thôi. Bỏ chắc nè. Thế này bỏ thôi. Đây là đôi tất một tuần rồi mà anh quên đút vào túi chưa giặt. Chuẩn bị ra ra nữa. Ui trời ơi. Ôi trời ơi. Này, cầm lấy. Rồi, chuẩn bị này, mua đây. Ôi trời ơi, kinh quá. Ôi kinh quá.
A few moments later. Tóc chân ra một cái là thấy mùi ơi là mùi luôn các bạn. Kinh quá. Uống bà la, uống bà la, uống bà la. Vào cái gì ăn được đi. Ăn được đi, ăn được đi. Đứng lên ngồi xuống tận 1000 lần ơi. Ôi trời ơi, ăn chưa chưa? Đây là cái gì đây hả Giang? Đây là cái mồm lè lưỡi à? Chưa chưa của em đây. Yes. Chơi từ sáng đến giờ cũng muộn rồi, anh về nấu cơm cho mẹ anh đây hả Giang ơi? Bita đã về rồi, bây giờ anh đố đỏ cũng về nữa hả? Thế là có một mình em ở cái giường này thôi hả? Ôi, thôi cũng muộn rồi các bạn ơi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo nha. Mình đi ngủ đây. Bye bye.